Start. Ok, hôm nay mình sẽ nói cái thứ nhất này các bạn. Hôm trước là mình đã nói đến, mình đã làm cái helper rồi. Mình đã nhập dữ liệu mẫu cho nó rồi và mình đã test thử dữ liệu ra rồi đúng không? Đã giải thích tất cả các cái hàm này rồi. Thì buổi hôm nay cô sẽ làm các chức năng tiếp theo đó là đổ ra list view. Nếu còn thời gian thì cô sẽ làm cái anh insert. Đó, hoặc là mình sẽ tách cái insert và update ra một cái khác. Thì đầu tiên phải nhắc đến cái gọi là cái class. Class này là class cơ sở. Đây. Các bạn để ý cái database của các bạn nhé. Là các bạn sẽ thấy là có cái gì đấy ạ? À, có một bảng gọi là bảng to do. Thì cái bảng to do này nó chứa 5 cột. Đúng ạ, gọi là 5 trường. Thì trong một cái cơ sở dữ liệu nó không chỉ có một mình đảng bảng to do này đâu. Ví dụ nó có thể là có một cái bảng type, rồi bảng user, quản lý người dùng vân vân, nó có thể có nhiều bảng nữa. Thì khi các bạn làm việc với database thì các bạn phải có một cái mỗi mỗi bảng này nó tương ứng với một cái object các bạn, một đối tượng. Ví dụ cái này là đối tượng là công việc, đúng không ạ? Thì nó có bốn cái thuộc tính, năm cái thuộc tính. Vậy thì khi các bạn mà muốn tương tác với cái cơ sở dữ liệu này á thì các bạn phải có một cái class để các bạn mô phỏng lại cái database này. Thì cái class đó người ta gọi là class cơ sở hay là model hay gọi là entity. Ví dụ như bạn nào mà có nghe đến cái ví dụ Java nó có cái Hibernate hay là Stringboot gì đó, các bạn học Java đó, thì nó có cái khái niệm gọi là entity class, thực thể. Thì class này có đặc điểm là gì ạ? Trong đấy nó chứa bảng của bạn có bao nhiêu trường thì class có bấy nhiêu cái thuộc tính. Class cái bảng có 5 trường, 5 cột thì class đấy có 5 thuộc tính. Hiểu không ạ? Mô phỏng lại cái này luôn. Còn biến các bạn đặt sao cũng được, nhưng mà thường người ta đặt giống với cái tên trường để cho mình dễ nhận ra thôi, chứ không phải đặt bắt buộc phải đặt giống 100%. Hiểu không ạ? Thì cái này, cái class đấy cô đặt ở trong model. À, và tại sao cái mô hình này không phải mô hình MVC nhưng mà mô phỏng gần giống như là MVC. Cái model MVC là model view và controller. Thì cái model là cái data, cái dữ liệu, thì nó chính là class cơ sở, nó chính là dữ liệu. À, đấy nhá, các bạn đặt tên nó là to do. Đấy. Tại sao cô nói cái này là dữ liệu? Bởi vì trong này nó chứa 5 cái trường gọi là 5 thuộc tính. Thì 5 thuộc tính này nó có một thuật ngữ gọi là data field, trường dữ liệu. Và 5 cái thuộc tính này nó chính là dữ liệu. Đó. Mà về nguyên tắc của OOP ấy các bạn, thì dữ liệu nó được bảo mật. Tính chất của nó là tính chất bao đóng, đóng gói đó, bao đóng đó. Thì nó gọi là bảo mật. Thì thường cái này các bạn để private. Hiểu không ạ? Private. Đấy, các bạn để là private. Trường đầu tiên là kiểu integer, các bạn để là ID. Private. Trường thứ hai là title, để string title. Trường thứ ba à cũng là content, cũng là string. À, trường thứ tư là ngày, đúng không ạ? String create date, ngày tạo. Thì các bạn để ý nè, cái ngày á, các bạn hoàn toàn trong cái class này các bạn hoàn toàn để là kiểu date được. Nhưng mà nếu mà để kiểu date, các bạn phải có cái một cái công việc trung gian đó, các bạn phải chuyển đổi. Convert từ cái chuỗi, tại vì là ở trong SQLite thì cái kiểu ngày tháng của nó đang để là kiểu chuỗi. Hiểu không ạ? Thì phải từ chuỗi chuyển sang anh này là date, từ date chuyển sang chuỗi thì mất thời gian. Hiểu không ạ? Ok. Nếu cái này các bạn để là date. Java.util nha. Thì có phải là các bạn muốn lưu cái dữ liệu này từ database vào đấy thì phải là phải convert từ string sang date không? Hiểu không ạ? Đấy. Hoặc là từ đây các bạn lưu vào database, các bạn cũng phải convert từ date sang string, ngược lại. Đúng không ạ? Thì cái này các bạn tạm thời để string trước. Đấy, bạn nào bữa nào hứng thú làm date tôi hướng dẫn date sau. Nó cũng không quá khó, nhưng mà nó bình thường thôi, nhưng mà đưa vào sợ các bạn rối. Ok không? Nhá.
Cái đấy cô để sang một cái cách khác. Private string type. Đủ 5 trường đúng không ạ? Rồi. Thì trong class này nó chứa thứ nhất là trường dữ liệu. Thứ hai nó chứa constructor. Constructor. Constructor là hàm dựng. À, cái hàm dựng mục đích của hàm dựng có nghĩa là nó dùng để tạo object nha các bạn. Đúng không ạ? Đấy. Và hàm dựng này thì tạm thời cô sẽ tạo hai hàm dựng. Một hàm dựng có 5 đối số và một hàm dựng có 4 đối số. Tại sao hàm dựng có 4 đối số ạ? À đúng rồi. Hàm dựng 5 đối số này là để tôi lấy ra. Lấy ra. Còn hàm lấy dữ liệu ra. Còn hàm dựng 4 đối số này là mục đích là cô sẽ chứa cái object mà không chứa ID. Bởi vì là các bạn để ý là mình có một cái chức năng là mình insert dữ liệu vào database. Mà insert dữ liệu thì cái ID là để gì ạ? Để tự tăng rồi. Cho nên là các bạn sẽ không nhập cái ID. Ok không ạ? Không nhập ID. Thì các bạn phải có một constructor để nó cho phép mình nhập dữ liệu, đưa dữ liệu vào object mà không có ID. Thì cái đấy tôi tạo cái constructor có 4 đối số thôi. Ở đây có nghĩa là gì ạ? Một class có thể có nhiều constructor và các constructor này chỉ cần khác cái đối số là được. Hiểu không ạ? Đấy. Và sau đấy thì cô tạo các cái phương thức để các bạn tương tác với cái các cái ID, các cái trường dữ liệu này. Và cái phương thức đấy ta gọi là getter, setter. Đúng không ạ? Tại vì là nó đã biến, nó bảo mật rồi, không truy xuất trực tiếp được, thì phải nó có một cái hàm để nó cho phép truy xuất, thì gọi là getter, setter. Thì cái này các bạn từ sinh cho nó nhanh, không thì các bạn gõ tay, có generate này các bạn. Đấy, getter, setter này các bạn. Đấy, các bạn bôi hết cho cô. Thấy chưa? Getter, setter. Đấy, là cô đã tạo được cái class này rồi. Rất là nhanh gọn nhá. Rồi, bạn nào chưa làm thì làm đi ạ. Bạn nào chưa làm được cái class này thì làm đi ạ. Ok. Được chưa? Đây. Các bạn lưu ý này, class là chữ đầu viết hoa, biến là chữ đầu viết thường. Còn hàm á, cái này là hàm, cái hàm á thì chữ đầu viết thường và hàm thì động từ. Get, set, rồi insert, update, delete đó. Hay là xem thêm, sửa, xóa, tìm kiếm là hàm, thường là sẽ động từ và chữ đầu các bạn viết thường nhá. Đấy, một số cái quy ước như vậy. Rồi đã xong được cái class này. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ các bạn nhìn nào. Đến đây ok chưa ạ? Đến đây ổn chưa ạ? Ổn rồi đúng không? Có ai nhìn không rõ không ạ? Có ai nhìn không rõ không? Chụp hình nhá. Rồi. Cái này là mình là gì đấy ạ? MD183.02 đúng không? Đấy. Rồi. Ok. Xong đó bây giờ mình đến cái phần tiếp theo. Tiếp theo này các bạn này. Bây giờ cô sẽ đổ dữ liệu lên list view. Đây. Cô sẽ làm từ từ nha. Cô làm từng bước nào. Mình sẽ vào pen mình vẽ. Đúng không? Đấy, rất thích vẽ đúng không? Đây. Thì bây giờ các bạn phải đổ dữ liệu lên list view. Bây giờ mình quay lại nào. Thứ nhất là mình có một cái, cô gọi nó là cái adapter view. Đây. Cái này cô gọi nó là adapter view. Ố, cái T chứ. Đây. Cô gọi nó là adapter view. Cái này chính là cái list view các bạn nhá. Cái list view. Đúng không?
Ủa, cái phông chữ đâu hết trơn. Nó không edit được, edit được. Cái bên này khác bên kia nhỉ? Nó là list view đó. Được không? Cái này cô gọi nó là adapter view. Rồi. Bây giờ cô phải có một cái data. Nhìn nha. Cái này cô gọi nó là dữ liệu đúng không ạ? Data. Data nè. Dữ liệu đúng không ạ? Rồi, dữ liệu này thì các bạn lưu ý với cô nè. Nó phải là gì ạ? Có thể là array list. Có thể là array. Đúng không ạ? Rồi bất cứ gì, array list nó là collection, có thể là vector, hmap. Đấy, hmap. Mấy cái này là vector, chỉ có array không phải vector thôi. Array là mảng đúng không? Array là mảng. Còn lại là collection. Mấy cái này đều gọi là collection. Collection là tập hợp nhiều. Đó, dữ liệu nó phải nằm ở đây. Được chưa? Rồi, sau đó các bạn mới đổ dữ liệu thông qua một cái gọi là adapter. Đúng không? Đấy. Thông qua cái mình gọi nó là adapter. Mình gọi nó là cầu nối, adapter. Adapter là cầu nối. Sau đấy các bạn mới gì đấy ạ? À, các bạn mới đổ cái này, gọi cái này đổ vào adapter, gọi qua adapter, từ adapter mới đổ vào đây. Ok chưa ạ? Rồi. Thì bước 1 bây giờ. Bước 1 bây giờ làm đi các. Cô tạo một cái list view. Đúng không ạ? Bước 1 cô sẽ tạo một cái list view, cô để đó. Bước 2 cô sẽ tạo một cái dữ liệu, cô để đó. Bước 3 cô sẽ làm cái adapter. Sau đấy cô đổi này lên cái anh này là xong cái gì? Được chưa? Cô đang giảng cái list view trước nha. Đó. Sau đó cái dữ liệu này nè. Nghe nè. Mọi thứ nó giống nhau từ trước giờ, nó chỉ khác thêm một bước duy nhất thôi. Đó là đổ dữ liệu từ database lên cái data này là xong. Đúng không ạ? Đúng chưa? Rồi, nhìn nha. Bước 1 tôi cứ tạo anh list view này trước đi. Ok, dễ mà. Vậy các bạn vào cái main activity. Vào cái ông này, các bạn tạo đây cho cô một cái list view. Anh này chưa có gì cả, các bạn tạo cho một cái list view. List view. Rồi, để cái ID Android 2.id bằng cô cái này là to do list. List view to do. Chưa? Rồi width chiều cao các bạn để là match parent. À tôi copy các bạn nhé, nó không nhắc mình copy kệ nó. Hợp lý không? Đây. With match parent hay cũng match parent luôn. À nhưng mà đừng quên là các bạn nó sát quá, các bạn để cái padding cho nó. Padding để 16. Padding phải để trên này nhá. Các bạn lưu ý nè, nếu các bạn để linear layout thì phải có orientation nó mới chịu. Và để vertical cho cô. Chỗ này các bạn để cho cô cái padding. Ồ nó nhắc này mấy đứa. 16 dp. Đấy, nói chung là nó nhắc cái không. Buồn lắm. Rồi ok, được chưa? Rồi. Và các bạn thấy nó có cái padding nè. Đấy, nếu không có padding thì nó sát với cái anh kia quá nha. Cái này đến ổn ổn chưa ạ? Ổn chưa? Rồi, bây giờ tôi dừng đó. Nhớ đặt tên. Nhớ đặt tên cho cô. ID cho cô. Tại vì cái nào, cái này là một cái view, muốn gọi nó, làm việc với nó phải có tên. Thì đặt cho cô cái ID ở đây. Ok. Rồi, xong. Cô vừa tạo được một cái adapter view. List view xong rồi. Nhẹ nhàng tình cảm đúng không ạ? Rồi, bây giờ cái thứ hai là cô tạo data. Nghe. Cô tạo dữ liệu mẫu, cô chưa hề lấy từ database xuống. Ok không? Sau thì khi cô mà lấy đi database xuống là các bạn hết hồn. Nó nhẹ dễ. Các bạn không thể ngờ nó dễ vậy luôn á. Hiểu không ạ? Rồi nghe nha, bây giờ tôi sẽ tạo database dữ liệu mẫu nha. Nào. Rồi các bạn vào cái main activity.
tôi à cái đống này tôi cắt luôn đi, bữa trước demo tôi xóa luôn đi. Rồi tôi tạo một cái array, đồng ý chưa? Array nha, thích array hay là array? À array, ok. Tôi tạo một cái array list, bữa bữa trước bạn nào bị cái lỗi này hỏi tôi mà cô đang không hiểu là bạn bị lỗi gì. Cái này có phải là array list của các bạn sẽ là cái to do không? To do. Nghĩa là cái này cái mà để trong cái dấu mà nhọn nhọn đây nè thì mình gọi nó là generic, có nghĩa là generic nha. Nó có nghĩa là gì ạ? Nó bắt buộc dữ liệu nhập vào cái array list này phải là object kiểu to do. Nếu mà kể kiểu khác không được. Bản thân collection là các bạn muốn bỏ gì thì bỏ, nó là tập hợp mà. Một cái collection mà các bạn không nói gì cả thì nó có thể để kiểu in, kiểu string, kiểu object để lung tung. Nhưng mà như vậy thì khi lấy ra các bạn sẽ gặp vấn đề. Hiểu không ạ? Vậy thì để giới hạn cái việc mà các bạn bắt buộc cái dữ liệu nhập vào phải là cái gì đó. Nếu integer thì các bạn phải khai báo integer. Nếu là object kiểu to do thì các bạn để to do ở đây. Ok không ạ? Đó, thì các bạn để trong mốc nhỏ này có để là data gán không bán. Không thích gán ở đây, tôi gán ở trong. Tại sao gán ở trong? Vì khi nó chạy cái này thì nó mới khởi tạo object. Cái này chỉ là đặt tên biến thôi. Nó chưa khởi tạo object. Thì bây giờ tôi khởi tạo object nè. Data bằng new array. Ok là xong. Ok chưa? Nhiều bạn để ra ngoài này cũng được, không sao hết. Đúng không ạ? Đây nó import vào đây rồi. Đấy, nó import. Ôi xong cái này. Dữ vậy, xóa bớt nha các bạn. Import nhiều quá nè. Nó có cái hết chưa? Xong rồi nhá. Đấy. Rồi. Đóng cái import này lại. Ok. Rồi. Bây giờ tôi tạo dữ liệu mới cho nó này. Tôi new một vài cái, tôi add một một vài cái dữ liệu vào anh này. Data, đúng rồi, chấm gì ạ? Add new to, ví dụ như là truyền in thì truyền số 1. Phải đi học thôi. Có việc phải làm mà. Đúng không? Rồi. Học là niềm vui. Vui không? Trời ơi, sao phũ phàng vậy? Hôm nay ngày 20 23 tháng 6, ngày 28, hôm nay 29 hả? 29 tháng 6 ngày 29. Đúng không? Hôm nay là cái kiểu của nó là sẽ là học tập. Ok không? Làm sương sương cho vui thôi, chấm phẩy. Đó là một dòng. Tôi làm thêm dòng nữa, add thêm dòng nữa. Cái này cô gọi là chuẩn bị dữ liệu mẫu cho nó đó, chuẩn bị cho vui vậy đó. Dữ liệu này hoàn toàn là dữ liệu các bạn fix cứng ở trên file. Nó không phải trong database nha. Cái này là fix ở trên file, nhưng nó vẫn gọi là dữ liệu. Vẫn là data. Ok không? Đó là lý do mà các bạn nói là gì đấy ạ? Cái anh class này nó là class cơ sở, class dữ liệu đó. Thì bản thân nó chứa dữ liệu mà. Rồi. ID là 2. Đấy. Đi chơi xíu thôi. Chơi xong học, chơi vui vẻ xong học. Đấy, cái, sao mà cô suốt ngày học với hành nhỉ? Cô kỳ quá. Ngày 29, 30. Đấy, 30 là 29 học thì cho 30 chơi. Cái này là vui chơi, giải trí đó. Ok, được rồi. Dữ liệu như vậy chuẩn bị xong rồi nhá. Là cô xong được đám này. Ok không? Rồi, bây giờ mới đến adapter. Cái thằng này mới dài dòng nè. Đấy, vậy là cô có dữ liệu, cô có view rồi. Bây giờ cô muốn đổ dữ liệu này lên view thì cô phải làm sao? Rồi, bây giờ cô mới chuẩn bị adapter. Thì adapter, nó có các loại adapter như sau. Thứ nhất là các bạn có base adapter. Base adapter. Đấy, hoặc là array adapter. Zoom 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 zoom. Zoom. Cái này khỏi zoom nhé, cái này các bạn tự làm được không? Cô enter xuống dòng các bạn nhìn cho rõ này.
Enter xuống dòng. À các bạn đừng có gõ chữ content nha. Nhiều bạn thấy cái chữ content mờ mờ, các bạn gõ là không đúng đâu nha. Cái đấy là nó nhắc thôi, nó nhắc cái biến đấy là biến content thôi nhá. Có đối số thôi cho nhiều bạn gõ luôn. Này cô em gõ nó kỳ lắm, nó bỏ lỗi. Đừng gõ, cái mờ mờ để không gõ nó từ sinh đó. Rồi. À, array adapter này các bạn. Adapter. Rồi. Và mình không dùng được cái này. Tại vì mình muốn hiển thị cái object phức tạp. Mình dùng được, nhưng mà mình dùng được mình phải biến tấu. Còn cái này mà mình muốn dùng ra một cái giao diện đẹp á thì mình không dùng cái này được, mà mình phải dùng cái gọi là custom adapter. Custom là do người dùng tạo ra thì gọi là custom. Cái gì mà do user define, tức là người dùng tạo ra thì gọi là custom nhé. Custom adapter chứ không phải tên của nó là custom đâu. Ok chưa? Nhá. Rồi bây giờ nè. Vậy thì để tạo custom adapter này thì đầu tiên cô phải tạo một cái view. Tại vì cái custom adapter là custom kiểu gì các bạn? Nó là ông này. Đây. Và cả cái này là một cái list, một cái danh sách. Cả cái này là một danh sách thì mỗi cái ô này nè thì gọi là một item. Hiểu không ạ? Một item. Một item này các bạn nó có giao diện đàng hoàng, các bạn phải định nghĩa nó ra. Vậy thì tôi phải định nghĩa ra cái item này trước. Ok không ạ? Vậy thì tôi làm giống cái này. Title, content và date tôi để ba cái này thôi. Ok không ạ? Rồi, giống như trong mẫu thì tôi làm một cái item kiểu như này. Ok, vậy thì bước tiếp theo các bạn sẽ làm là các bạn vào ở trong cái layout. Các bạn click chuột phải. Các bạn new một cái layout. À, layout resource file. Ok chưa? Các bạn đặt tên cho nó là to do item. Hoặc là item ship gạch to do. Anh này có đặc điểm là nó phải viết thường hết và không chứa các cái ký tự vớ vẩn, đô la, số gì đó. Hiểu không ạ? Hình như số được á, nhưng mà nó mà dùng cách không được, kiểu ngang không được, chữ hoa không được luôn. Ok không ạ? Đó. Item to do. Ok, rồi các bạn nhấn ok cái. Rồi trong cái file này các bạn đừng kéo thả. Các bạn vào code đi. Tôi code dễ hơn kéo thả. Kéo thả nó mất thời gian lắm. Rồi quay lại code nào. Và các bạn biết rồi, cái code của tôi thì tôi phải linear layout thôi. Chứ không nhắc code mà bắt tôi nhớ mấy cái này chắc tôi chết. Linear layout. Được chưa? Và đương nhiên phải để orientation cho cô nha. Orientation. Ủa? Nó không chịu nhảy à? Nhảy giùm tôi cái. Đây. Rồi. Orientation. Được chưa? Vertical. Ồ. Nó có 2 chấm. Kệ nó đi. Làm sao mà 2 chấm thẳng hàng? Muốn 2 chấm thẳng hàng thì phải làm sao? Lại để linear nữa hả? Để linear lên nữa hả? Lồng nhau hả? Ê, đáng sợ nhá. Trời ơi, cũng được. Không nhắc hả? Không nhắc tôi gõ vertical. Bình thường nó nhắc hả mấy đứa? Rồi ok, vậy mày các bạn lại muốn để cho nó đâu có thẳng hàng đâu. Có cần thẳng hàng không? Không cần. Có thẳng đâu. Nó sọc sạch kìa. Không cần. Đúng rồi, tôi có cách. Không có cách. Tôi để một cái text view thôi. Không, nó lồng ghê lắm. Tôi để text view thôi thì tôi có cách. Vậy mình sẽ có 3 gì? 3 cái text view thôi. Ok không? Và nhớ để cho có cái padding chỗ này nha. Padding nha, padding, padding. Padding phía trong. Ông này thì lại nhắc 8dp. Phải có padding thì nó mới có khoảng cách giữa cái này được. Ok không ạ? Rồi, cô có 3 cái text view. Có đứa nào thích làm CSS không ta? Thôi mất thời gian nhỉ. Tôi làm nhanh thôi. Text view thứ nhất là để title, text view thứ hai để content, text view thứ ba để date. Sợ hả? Không, nên làm đi. Rảnh rảnh ngồi tỉ mỉ lại cho nó đẹp. Còn cô demo sớm mất thời gian các bạn hết giờ. Rồi ok nè. Text view thứ nhất thì đừng phải để cái ID cho cô. Android 2.id bằng. Các bạn thấy cô phải có tay không? Dã man không? Đó. Text view nè. Hoặc là để txt.
title. Nhớ là đặt tên đàng hoàng dùng cô, tại vì mình phải gọi nó. Và khi tên, cái tên đặt phải có nghĩa. Nếu các bạn nào mà đặt tech view 1, đặt tech view 2, đặt tech view 3 là sẽ bị trừ điểm đấy. Hiểu ấy không? Tôi không biết 1 là cái gì, 2 là cái gì, 3 là cái gì. Sau này các bạn ngồi không lẽ phải đi dò lại từng cái, mà dò khéo dò lại cũng nhầm nữa. Ok không? Title đặt title, content đặt content nhá. Rồi quit và hay, copy luôn nha. Phải có quit hay. Quit thì match parent. Hay các bạn có thể để wrap content, nhưng mà các bạn để 48 DP cho cô. Tại vì là theo thống kê là gì ạ? À? Cái kích thước phù hợp của một cái view ở trên cái mobile là chiều cao nó 48 DP. Padding của cái viền ngoài cùng với cái nội dung phía trong là 16 DP. Khoảng cách giữa các view là 8 DP. Hiểu không ạ? Bo góc đẹp là 6 DP hoặc 8 DP. Hiểu không ạ? Bo góc mà bự quá nó xấu lắm. Bo góc mà bự nó xấu. Ok, được chưa? Rồi à, xong chưa? Xong rồi nhỉ. Rồi margin, khoảng cách giữa các anh này. Ê, nó không nhắc nha. Margin trên này nhắc. Ồ, cái này là layout margin. Thôi margin thôi. Android 2.margin. Không có, không phải layout nhé các bạn. Android 2.margin. Rồi bằng 8 DP. Ok. Rồi copy lại các bạn nhé. Có 3 cái text view, mình copy 3 cái. 1, 2, 3. Cái này là content. Cái này là date. Xong. Copy nha, đừng làm gì cả. Nhanh chưa? Đấy, cái nào copy được copy cho nó nhanh. Thấy không ạ? Ok. Các bạn chịu khó ở dưới gõ cho cô nha. Tí nữa cô check đấy. Cô demo xong cô check lại, cô sẽ chấm điểm trực tiếp trên cái phần các bạn đã làm đấy. Cô gõ rất là chậm để các bạn gõ theo. Làm ít làm nhiều cũng phải làm. Chứ các bạn không có làm mà buổi hôm nay đi học nó uổng công quá. Hiểu không ạ? Đã mất công lên đây rồi, gặp cô rồi. Đúng không? Mình học cho nó vui vẻ. Đúng không? Ừ. Dễ đúng không? Cô dễ đúng không? Tôi phải khẳng định lại cho tụi nó sao mà nó đồn dữ quá, nó đồn tôi. Kỳ ghê luôn. Trời ơi. Rồi. Ok. Được một cái view này rồi. Bây giờ mình coi thử cái view này nó đẹp không nha. Ủa, đã có chữ nào đâu mà đẹp. Cô để đài cái chữ nào đấy nhá. Để cho vui thôi, tách. Bằng title. Chưa? Yeah. Ui. Sao nó nằm tút ở trên ta? Xấu hoắc. Thôi kệ nó đi. Đừng quan tâm. Rồi, cô để cho vui thôi. Rồi mình về có thời gian là các bạn sửa lại cho nó đẹp nhá. Những cái này nè. Ok. Phông chữ nào kia các bạn mình làm mình lại. Thật ra cái gì cũng vậy, làm đẹp thì nó thích. Xấu xấu khó chịu. Rồi ok, tiếp nha. Bây giờ cô sẽ bắt đầu làm adapter, custom adapter. Nhìn nhá. Cô sẽ vào adapter. Click chuột phải. Click chuột phải. New một cái Java class. Đặt tên là To Do Adapter. To Do Adapter. Enter cái. Chưa? Rồi. Các bạn kế thừa cái base adapter, base extend cái base adapter. Đấy, thấy chưa? Rồi, các bạn thấy nó báo lỗi đúng không? Tức là nó có nhiều cái phương thức mà nó chưa được implement. Thì các bạn bấm vào đây các bạn implement đi ha, implement method. Các bạn implement hết toàn bộ cái method này. Được chưa? Ở đây có các hàm như sau.
Hàm thứ nhất là get count, hàm trả về số lượng. À, bây giờ nè, để có cách để làm cái adapter, để các bạn hiểu rõ adapter nhé. Các bạn vào main activity, các bạn tạo thử cho cô một cái array adapter nè. Nhìn nha, array adapter. Đây. Rồi, adapter bằng new array adapter. Đó, rồi các bạn xem là có đối số gì nha. Đối số thứ nhất của nó nè. Ủa, nó không nhắc đối số ta. Đây. Đối số nè. Đối số thứ nhất của nó phải là contact. Contact các bạn thấy không ạ? Đúng chưa? Array adapter là đối số thứ nhất phải là contact nè. Được chưa? Đối số thứ hai, cái in nè các bạn. Cái in này nè là cái layout nó hiển thị. Cái dạng layout nó hiển thị. Ok không ạ? Ok. Là simple list hay cái gì đó, cái layout hiển thị. Đối số thứ ba là cái danh sách, cái mảng này các bạn nè. Cái mảng nè. Thấy chưa? Ok. Được chưa? Một collection hoặc là một mảng nè. Dữ liệu đó. Đối số nó phải có context là bắt buộc. Cái thứ hai nó phải có dữ liệu. Còn cái layout là do mình đã tạo layout riêng nó rồi, cho nên cô không truyền layout nữa. Vậy tối thiểu cái anh này là anh phải có một cái context và một cái dữ liệu. Thì nó là cầu nối mà. Nó là cầu nối mà. Nó phải đổ dữ liệu này lên cái này. Thì có phải là cái adapter này phải cần cái context, và hai nó phải cần add dữ liệu vào chứ. Hiểu không? Thì nó phải truyền dữ liệu vào thì nó mới nạp được chứ. Nó mới cầu nối được. Không có dữ liệu là không làm cầu nối được. Thì vậy là cô sẽ ít nhất cũng phải cần một cái context và một cái data. Được chưa? Vậy đối số để truyền vào adapter của cô. Cô xóa đi nhé. Cô ghi cho các bạn nhìn thấy thôi. Vậy là đối số vào cái adapter của cô là ít nhất nó phải có gì ạ? Cô phải truyền vào được một cái context và một cái dữ liệu, đúng không? Rồi, vậy là cô sẽ vào, cô phải có là key public cái to do adapter. Cô phải đối số, cô ít nhất phải có một cái context. Đấy. Và đối số thứ hai cô phải có dữ liệu. Vậy dữ liệu mình là cái gì? Các bạn để ý nào. Dữ liệu của cô là array list. Đúng không? Array list này thì có phải là cô nạp, phải nạp đúng cái dữ liệu này, nạp sai đâu có chịu. Đúng không ạ? Cô copy qua đây luôn. Thiếu chữ ơ các bạn ạ. Đấy. Array list. Rồi, ok. Tab cái này nó import vô nè. Vậy là cô phải truyền vào context và cái dữ liệu mới được. Cái câu nối phải nạp dữ liệu mà, phải truyền dữ liệu vào, dữ liệu phải truyền đúng, tại vì khi tôi gọi, tôi truyền vào nó phải đúng cái dữ liệu đó. Được chưa? Hiểu cách làm không ạ? Đấy. Nó cần gì thì mình truyền cái đó. Nó cần một cái context, mình phải truyền một context, hiểu không? Cần dữ liệu thì mình phải truyền dữ liệu cho nó. Rồi. Khi các bạn truyền dữ liệu rồi thì đương nhiên cái này nó coi như có rồi. Các bạn sử dụng nó thôi. Vậy thì mình có thể khai báo một cái biến để nhận nó. Mình truyền vào thì mình có biến nhận nó. Và cái biến này cô để biến toàn cục, cái biến của class. Vậy cô sẽ khai báo một cái context. Cái này. Hai cái biến này khác nhau nha. Cái biến này là biến class, biến ở trong cái class to do app, à to do adapter. Còn cái này là đối số. Cái này là đối số của cái constructor này. Hai này đặt giống nhau nhưng bản thân hai này khác nhau hoàn toàn. Các bạn đặt khác được luôn. Các bạn đặt khác luôn. Các bạn đặt khác được không ảnh hưởng. Hiểu không ạ? Hai cái này khác nhau. Phạm vi khác nhau, biến khác nhau, ý nghĩa khác nhau. Cái này là tôi đặt biến ở trong cái class này để tôi nhận cái đối số này để tôi dùng. Còn cái này là đối số tôi truyền vào.
Còn khi nào gọi thì nó truyền thôi. Truyền ở đâu? Khi nào tôi gọi nó thì tôi truyền. Và cụ thể là tôi sẽ truyền ở trong cái activity á. Đấy, tôi sẽ gọi nó ở đây này. Thì tôi sẽ truyền. Khi nào tôi sử dụng adapter thì tôi sẽ truyền. Hiểu không ạ? Đó. À, cái adapter của đây. Rồi, và tôi cũng khai báo một cái biến data để tôi nhận dữ liệu. Được không ạ? Truyền thì tôi phải nhận thôi. Không nhận thì phụ lòng người ta, đúng không? Rồi, ok, vậy mình sẽ nhận nè. Dis.context sẽ bằng cái context mà các bạn đã truyền vào. Dis.data sẽ bằng data. Đấy. Ok. Được chưa? Chỗ này hiểu không ạ? Rồi, good. Rồi, tiếp. Rồi, bây giờ coi như là các bạn đã có dữ liệu rồi, có context rồi, dùng thôi. Get count nó trả về cái gì các bạn? Data chấm gì ạ? Sai. Trả về số phân tử của cái array list đó, đúng không? Rồi, object trả về cái gì ạ? Get item position trả về cái data chấm get được cái position vào. Tức là nó lấy cái phần tử tại vị trí mà nó chỉ định, đúng không ạ? Tại vị trí là position. Nó sẽ trả về phần tử tại vị trí position. Nếu là mảng, các bạn truyền vào mảng thì cái data chấm gì đấy ạ? Nếu là mảng thì data chấm gì? Chấm len. Mình collection cho nên data chấm size. Còn nếu mà mảng á, array á, thì là data chấm chấm len. Đúng không? Đấy. Ok. Rồi. Còn ID thì mình không trả về được, để kệ nó. Tại vì không thể là để kiểu long được nhé các bạn. ID của nó là nó object mà. Đúng không? Biết ID kiểu gì? Hiểu không ạ? Cho nên chỗ này là không để vậy, để nguyên, đừng sửa cái hàm này cho cô. Rồi. Bây giờ cái hàm này nó mới quan trọng này. Cái hàm này vui lắm. Các bạn lớp mình cho thầy thắc mắc, lớp kia thắc mắc. Nói cô ơi, cái view holder dùng để làm gì? Thì nghe nhá. Cái này thú vị nè. Nhiều bạn hỏi cô view holder để làm gì? Tại sao view holder, rồi view holder nó tốt hơn phải không cô, nó kia, tất cả những câu hỏi như thế. Thì giải thích xíu nhỉ. Cái get view để làm gì? Cái hàm get view này nè, là mỗi lần cái position này là một cái item, đúng không? Position này là cái vị trí. Khi cái dữ liệu các bạn load đến cái phần tử đầu tiên thì có phải position là không không? Position là không, là vị trí đầu tiên, đúng không? Cây này nó là cái convert view, là nó sẽ trả về một cái view. Nó nạp vào cái view. Cái convert view là cái gì? Là cái view mà các bạn khi nãy các bạn làm cái item này nè. À, cái chiều cao này các bạn đừng để match parent cho cô nhé. Cái chiều cao cái này các bạn để wrap content giúp cô. Wrap content. Đó. Chiều cao nó vừa đủ thôi. Nếu không nó tràn xuống nó không đổ ra list, quên. Thì cái này có phải là một view không các bạn? Một cái view. Thì mỗi lần như vậy tôi đọc một cái position, tôi đọc một cái item, tôi đổ cái title vào đây, tôi đổ cái content vào đây, tôi đổ cái date vào đây, đúng không? Xong rồi tôi lấy cái view này, tôi nạp vào cái list view, đúng không các bạn? À, vậy là convert view là gì? À, nó là một cái view. Nó là một cái view. Nó là một cái view. Đó. Mà của cái adapter này nè, mà mỗi lần tôi đổ từng data, từng dữ liệu vào, từng cái vào, nó được một cái view. Sau nó đẩy cái view này lên adapter. Đúng không ạ? Thì nó là cái cầu nối. Nó là cái cầu nối. Nó nối, nó đổ dữ liệu để nó nạp lên ánh này. Rồi bây giờ tôi lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này nhé. Cái view này giống như một cái hộp. Giống như một cái hộp. Các bạn để đồ vô hộp. Từ cái chỗ của bạn này, các bạn để đồ vô hộp. Tôi mang cái hộp này, tôi để lên một hộp. Được không?
Rồi lại tôi lấy cái dữ liệu hộp tiếp, tôi lấy cái hộp bàn đó, tôi cái hộp tiếp. Dữ liệu tôi lại bỏ vào cái hộp này, tôi lại để vào đây là hai hộp. Đúng không? Danh sách nhiều mà, thì mỗi lần bạn bỏ vào là một cái item. Vậy thì cái hộp này chỉ cần tạo một cái thôi. Đúng không? Các bạn tạo nhiều cái hộp có phải lãng phí cái hộp không? Hiểu không? Đấy, vậy là một cái view này các bạn nên tạo một lần. Cái view này các bạn mà tạo nhiều lần có phải lãng phí cái view không? Nó tràn bộ nhớ nó sẽ đầy không? Bây giờ giả sử các bạn đưa cái bịch ni lông để các bạn đựng đồ. Mỗi lần mang một cái bịch ra, các bạn lấy đồ về, các bạn để về nhà được một bịch đồ. Xong rồi cái bịch đấy để đó. Rác không? Phải đống rác không? Lấy các bạn ra chờ các bạn mua một cái khác, có phải là một cái bịch thứ hai không? Đưa về nhà để đó cái bịch đấy thành cái đống rác không? Hiểu không ạ? Thì bây giờ thay vì cái bịch đấy các bạn tái sử dụng. Hiểu không ạ? Tái sử dụng cái bịch đấy, tức là các bạn sử dụng bịch đấy một lần thôi. Các bạn lấy đồ về các bạn để vô, xong lấy đúng cái bịch đấy các bạn lấy đồ khác để vô. Đúng không ạ? Hiểu ý không? Vậy là cái view này nè, cái convert view á, cái view này nè, tạo một lần trong đời. Hiểu không ạ? Tạo một lần thôi. Thì cái đấy mình gọi nó cái view holder các bạn. Chứ các bạn mà không tạo cái view holder á, thì nó thành một đống rác. Và cái đấy nó làm nặng cái bộ nhớ của mình. Các bạn một từng item các bạn đổ lên được, hoàn toàn đổ được bình thường nhé. Nhưng mà mỗi lần như vậy các bạn phải tạo một con vật view khác nhau. Hiểu không ạ? Đó, bây giờ nè. Thì vậy thay vì như vậy thì tôi sẽ tạo một cái con, một cái view holder. Đây, cô sẽ tạo một cái view holder. Các bạn để class ngoài, class trong không quan trọng. Thì cô trong ngoài gì cũng được. Okay. Class, public class. Tên là view holder. Cái này do mình đặt, đặt cái gì cũng được. Ở trong này chứa 3 cái item, 3 cái view, một cái view của anh này. Nó chính là cái view của anh này, thấy không? Đó, tôi tạo một cái view. Thì anh này tôi sẽ có là 3 cái text view. Cô sẽ tạo là text view. 3 cái text view. View thứ nhất là text view title. Text view content và text view date. Mặc dù dữ liệu các bạn rất là nhiều nhưng tôi chỉ tạo ba cái view của tôi chỉ chứa ba anh này, tôi tạo một cái view holder chứa ba anh này thôi, xong rồi đó. Dừng ở đó, không cần gì nữa. Để nó dừng. Nó tạo một cái view để chứa cái dữ liệu thôi. Rồi bây giờ nè. Tôi sẽ kiểm tra nè. Nếu cái convert view này là null thì tôi sẽ tạo cái view đó. Giống như bây giờ chưa có túi đựng, bây giờ tôi sẽ tạo cái túi đựng. Hiểu không ạ? If if convert view mà bằng null, nếu ông này là null thì tôi sẽ tạo convert view. Tôi tạo view. Rồi nhìn nha, tôi sẽ tạo là view holder. Holder đó, khi đấy tôi sẽ new view holder nè. Holder bằng new view holder. Nếu ông chưa có tôi tạo cái thứ nhất. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ nạp dữ liệu vào view holder nè. Nạp dữ liệu vào view holder nè. Là layout inflator. Inflator bằng tôi ép kiểu activity. Tôi ép nó về activity của cái context các bạn. Cái context của cô có chưa? Context cô có rồi. Context cô lăng cha này coi như có rồi. Nó bởi vì là nó truyền vào mà. Đúng không? Coi như context có rồi nè. Rồi tôi ép kiểu nó về activity. Rồi là cái này là chấm. Là chấm là get layout inflator. Cái này các sắp tới các bạn học dialogue các bạn thấy nó có giống nhau. Tại vì là layout của tôi á, bây giờ tôi muốn nạp nó vô một cái ánh Java, một cái đối tượng mà nó nằm không phải nằm trong activity, thì tôi phải bắt buộc tôi phải dùng cái layout inflator. Các bạn quay ngược lại nè. Nếu các bạn nhìn vào main activity nè thì layout nó được set con content view. Được không?
Nhưng mà cái này bản thân ông này đâu phải là, bản thân ông này đâu phải là activity đâu, nó là một cái class bình thường. Cho nên đây là một cách để nạp view vào Java đó các bạn, hiểu không? Là dùng layout inflator. Rồi tiếp, convert view sẽ gán bằng cái inflator.inflate. Bây giờ mình nạp vào convert view nè. Rồi đưa cái layout vào r.layout.itemToDo, nạp layout vào và đối số tiếp theo của nó là view group để null. Ok. Đây là một cách để nạp layout đó. Ok không ạ? Rồi, sau đấy bây giờ tôi mới gắn vào view holder nè. View holder là bây giờ holder.textViewTitle sẽ gắn bằng convertView.fileViewById r.id.listTextTitle. Copy nha. Bây giờ mình nạp vào holder nè. TextViewContent. TextContent. TextViewType. À, date chứ. Quên, xin lỗi, date. Cái này cô để là date. Rồi xong. Cô vừa tạo ra một cái view holder là holder. Sau đó là holder tôi map vào từng cái giao diện. Hoàn toàn cái này là layout, chưa phải là data. Cái này là giao diện. Các bạn để ý nè, quay ngược lại. Các bạn để ý nó có phải là giống các bạn file view by đi từ đâu ạ? Trong cái main activity của các bạn không? Thấy giống không ạ? Bản chất là giống nhau nhưng nó khác nhau một chút nè. Là cái giao diện của tôi là nằm ở trên cái convert view. Hiểu không ạ? Hiểu không ạ? Và tôi gắn nó vào view holder. Ok không? Thấy nó lằng ngoằng xíu đúng không? Bởi vì nó lằng ngoằng đúng thôi. Tại vì cái này các bạn đâu phải activity. Các bạn cái này là một cái Java, một cái file Java và cô đang tương tác nó là đang tạo một cái view này, coi như ép nó về cái dạng activity nè. Hiểu không? Ép kiểu nó về activity nè. Tại vì bản thân activity mới có giao diện. Hiểu không? Activity là context nhưng context chưa chắc là phải activity. Cho nên tôi phải ép cái context để về activity. Đó. Được chưa? Nhiều ông truyền luôn activity, khỏi ép. Nhưng mà tôi, cô là cô truyền context. Nhiều bạn là chơi luôn là cái đối số truyền vào là activity luôn. Không còn là context nữa, truyền activity luôn cũng được nhá. Đấy, được luôn, được nha. Đó, rồi. Rồi, sau đấy cô gắn nó một cái thẻ, một cái tag. Holder.setTag. Giống như tôi gắn cái hộp này cái nhãn. Sau đó tôi cần thì tôi gọi nó ra thôi. Hiểu không? Cái hộp này tôi nó gắn cho nó một cái nhãn. Sau đó tôi cần gọi nó để đựng đồ thì tôi chỉ gọi cái tag nó ra là được. Hợp lý chưa? Rồi, holder.setTag. ConvertView.setTag. Rồi đưa holder vào. Đó. Add tag vào cho nó. Nếu như cái thằng convert view này không null, else nó không còn null nữa, có nghĩa là các bạn đã tạo được cái convert view rồi, không còn null nữa, thì tôi lấy cái holder gán bằng convert view chấm get tag. Và đương nhiên phải ép kiểu nó về cái holder. Phải ép kiểu nó về cái view holder. Xong. Xong. Thấy không ạ? Thì đây là cách mà các bạn tạo cái view holder để các bạn tối ưu hóa cái bộ nhớ. Tối ưu hóa cái bộ nhớ. Nếu bạn nào đã từng làm recycle view rồi thì các bạn sẽ thấy là trong recycle view nó có sẵn cái holder. Tại vì là nó làm ra sau, nó sẽ phải tối ưu hóa. Bản thân cái recycle view là nó đã tối ưu rồi. Hiểu không? Còn anh này là list view.
chưa tối ưu mình phải viết lại. Các bạn có thể search trên mạng rất nhiều cách viết nha. Có cách viết không tạo view holder được luôn. Người ta làm từng trường một, từng view một, nhưng vậy là nó sẽ cái view nào, cái view nào mà tạo rồi á, nó bị dư thừa, nó không dùng lại nữa. Nó sẽ làm rác. Nó làm tốn bộ nhớ các bạn. Còn anh này nó kiểm tra nè, nếu cái này null thì tôi mới tạo. Còn không null thì tôi gọi nó ra. Thấy không ạ? Nó có rồi tôi tạo chi nữa. Hiểu không? Tại vì các bạn biết là mỗi lần cái danh sách các bạn có thể làm 1 item, 3 item, 5 item, 10 item thì mỗi item nó duyệt, nó gọi từng item một thì nó sẽ gọi đến một cái convert view. Item khác duyệt nó lại gọi tiếp đến convert view khác. Nó lại gọi tiếp convert view từng item một đúng không ạ? Hiểu không ạ? Thì mỗi lần nó gọi tới convert view như thế thì nó check nếu convert view mà có rồi nó không tạo nữa. Nó lấy ra nó dùng thôi. Nó không tạo nữa. Hiểu ý không? Ok. Ok. Rồi nhớ là return convert view cho cô nha. Đừng quên chỗ này nha. Xong rồi đó. Chưa? Còn một khúc nữa là cái này là mới tạo cái view thôi. Convert view thôi, chưa nạp dữ liệu vào cho nó. Nạp rất đơn giản. Nạp dữ liệu cho nó là gì đây ạ? Holder.textViewTitle chấm set text, truyền cái gì vào ạ? Truyền data chấm get, đưa cái position vào rồi chấm gì ạ? Get title. Xong rồi, tức là cái này là mỗi item là một phần tử này ở tại vị trí position này và lấy được một object rồi thì phải trong object đó cái get title để lấy title đúng không? Đó. Còn bạn nào viết ngắn gọn nữa thì tạo cái object này riêng ra. Cái này là get gì ạ? Get content. Cái này là get date. Create date xong. Đến đây là xong rồi. Là xong được một cái custom adapter. Hả? Ổn không? Ổn không? Hơi nhiều đúng không? Hơi cuốn đúng không? Thì bữa trước cũng học cái này mà, học rồi. Cô chỉ nhắc lại thôi mà. Nhưng mà lần trước viết có giống cái này không? Layout inflector này. À không tạo cái holder đấy hả? Không tạo holder thì nó chưa tối ưu. Không tạo holder thì nó không có tối ưu. Cái này là cái tối ưu. Không tạo holder được nhá. Nhưng mà đấy cô nói đó, nó sẽ bị tràn bộ nhớ, nó sẽ bị đầy bộ nhớ, nó sẽ lãng, nói chung là nó không có tối ưu, performance nó không ổn. Ok không? Giống cái đế có giải thích giống như cái hộp vậy đó. Hộp này tự nhiên mua nhiều hộp chi một hộp thôi chứ. Đúng không? Còn cái kia không làm giống cái bịch ni lon vậy đó. Làm cái nào về rồi dục rác, rồi cái này dục rác đúng không? Cái này mình tạo một cái thôi. Xong mình lần sau mình gọi cái tạc nó ra. Mình gọi nó ra. Ok không? Đây, nếu nó có rồi thì mình chỉ lấy nó ra thôi. Đúng không? Ghét tạc nó được. Ok không? Được chưa? Rồi, bây giờ nè. Xong rồi đó, bây giờ mình gọi nè. Trong main activity thì phải bây giờ mình dùng cái adapter không bây giờ các bạn? Tạo được adapter rồi, bước 3 tạo được adapter rồi. Thì bây giờ mình dùng adapter này mình truyền vào là xong. Đúng không? Đấy, bước 1 tạo cái view, bước 2 tạo data, bước 3 tạo cái adapter. Bây giờ mình gọi adapter nè. Rồi. Các bạn sẽ có, các bạn khai báo adapter ra ngoài ha. To do adapter. Adapter. Rồi, adapter bằng, có viết ở dưới này luôn, adapter bằng new to do adapter. Các bạn truyền vào context là main activity. Chấm dit đúng không? Phải. Có phải là đưa cái data vào không ạ? Thấy không có lỗi đúng không ạ?
Rồi bây giờ mình lấy lead view ra để nạp adapter này vào. Bây giờ các bạn khai báo lead view. Lead view. Lead view. À, nhớ file view by đi nha. Lead view bằng file view by dr.id.leadview.todo. Ok chưa ạ? Rồi. Ở đây các bạn lead view.set adapter là xong. Đưa cái adapter vào, xong. Rồi chạy nhá. Nhớ là dữ liệu là mình đang lấy dữ liệu tạm nè. Run. Rồi. À, lại lỗi, khoan coi lỗi cái gì nào. Không, cái này là lỗi cái cái machine. Layout machine à? Layout. Không sao. Nó không có nhắc. Cho nên là lỗi là bình thường. Rồi, copy cái gì nữa nè. À. Cái này là cô copy đúng không? Cô kỳ quá à. Đây. Rồi run lại. Đây đây. Adapter bên này đây. Adapter bằng new to do adapter. Rồi main div chấm phải data. Ồ, lên rồi mấy đứa ạ. May quá. Đấy, thấy chưa? Hình như là cô machine padding hơi bị nhiều cho nên nó lỏng loãng, nó rộng rộng đúng không? Kệ nó đi. Bỏ cái machine padding bớt đi, machine. Thấy ok không? Ổn không ạ? Quá gì? Rồi tắt nha. Rồi code nào. Rồi cái khúc mà hay nhất là khúc này nè. Khúc hay nhất là cô khúc đổ vào database. Từ database lên. Cái này là các bạn học rồi. Ha. À, cái mà cô bây giờ cần show các bạn đó là mình không dùng dữ liệu này mà mình lấy từ database lên. Và các bạn thấy nó nhanh bất ngờ. Nó dễ bất ngờ. Các bạn thấy nó dễ lắm. Tại vì là cái khúc nào nó ra khúc đó. Hiểu không? Vòng nào ra vòng đó. Đúng không? Ba vòng như một. Ok. Gõ xong chưa mà cười? Gõ đi. Rồi ok, tiếp nha. Lên, ai lên được cái lead view rồi? Ai lên được lead view rồi? Giơ tay cái coi. Rồi, 1, 2 3, 4. Hay quá. Mấy hôm nay ngồi tủm tỉm coi. Ô, giỏi. 5. Ok, good. Rồi, bây giờ nhé. Mình đến sang cái bước rất là quan trọng. Đây. Bây giờ dữ liệu của cô không phải là dữ liệu này nữa, mà cô sẽ comment cái dữ liệu này lại. Nghĩa là dữ liệu này đang rỗng. À. Cái này sẽ được comment. Không chơi cái dữ liệu này nữa ha. Rồi, nhưng mà cái release cô vẫn giữ nguyên nha. Chỉ có điều là cô không gắn cái phích cứng cô lấy từ database lên. Thì các bạn nhìn nào. Để lấy từ database lên thì cô viết trong cái class gọi là class down. Cô để là cô tạo ở trong cái down này, package down này cô tạo một cái new một cái class là to do down. Đúng không? Đó. Rồi. Anh này nó có nghĩa là data access object, vì anh này nó chứa các cái hàm mà kết nối với database. Thì cô liệt kê một loạt hàm trước nha. Insert public void insert để đó thôi, viết để đó thôi. Rồi. Một cái method thứ nhất. Rồi. Update delete đúng không? Rồi get on, get dữ liệu ra. Đó, bây giờ insert nè thì mình có update có delete. Cô để đó đã, cô chưa làm gì vội vào một cái là get data, get on đi ha. Rồi cái này chưa làm mình để đó, để các bạn biết là nó sẽ có những cái hàm như thế. Rồi mình từ từ mình viết. Rồi bây giờ cô viết get on trước nè.
Nhiệm vụ của cô là cô sẽ lấy từ cái database này xuống. Cô sẽ lấy được cái này. Và quan trọng nhất là cô trả về cái gì? Trả về cái gì? Quay lại đây nha. Cô sẽ trả về một cái array list. Và array list đó là cái kiểu to do đúng không? Array list vào trong đấy phải để là cái một cái phần tử của nó là to do đúng không ạ? Thì tại vì dữ liệu tôi cần là dữ liệu này mà. Thì khi tôi lấy ra tôi phải trả đúng dữ liệu này. Vậy thì return sẽ là return anh này. Chắc chưa? Chắc chưa? Return bắt buộc phải là return anh này. Tại vì tôi cần trả về anh này. Đúng không ạ? À? Đúng mà. Anh này chưa import thì control cách cái cho nó import cái. Không được hả? Không được, tôi xóa cái xong tôi gõ cái cho nó import cái. Được chưa? Import rồi nha. Đấy. Rồi. Cái tôi cần là cái anh này thôi. Đơn giản vậy thôi. Rồi. Cái bài này là bữa trước làm rồi. Nhớ không ạ? Cái này bữa trước mình code rồi. Mà cô chỉ test xương xương thôi. Cô lấy từ SQLite lên. Cô dùng cái do while để cô lấy ra đúng không? Bây giờ cô không giải thích nữa mà cô gõ thôi nha. Rồi. Đầu tiên là cô cần phải cô tạo constructor của anh này. Cô tạo cái public class, public cái to do down. Xong cô truyền vào cái context. Đấy, context. Xong cô sẽ dùng cái DB helper. Thì DB helper cô khai báo ở ngoài. DB helper. Helper. Và ở trong này tôi sẽ gõ là helper gắn bằng gì đấy hả? New DB helper. Rồi truyền cái context vào. Xong chưa? Đúng không? Đúng chưa? Ok. Rồi, nhớ nè. Là ở trong này nhiều bạn gõ như này nè. Nhiều bạn gõ như này. Xong rồi cô ơi, em gõ giống cô mà sao nó lỗi? Không giống. Tại vì hai cái biến này nó khác nhau. Biến này cô khai báo ở ngoài là biến toàn cục, biến này cô khai báo ở trong. Mà ở đây cô xóa cái này có nghĩa là gì ạ? Tôi đang dùng cái biến ngoài đó. Hiểu không ạ? Nếu các bạn để thêm cái DB helper vào là trật. Hiểu không? Phải để như này nó mới đúng. Nhiều bạn không quên đó, các bạn gõ luôn. À, không đúng nha. Đấy, rồi tiếp nào. Tôi sẽ tạo database, các bạn cũng có thể tạo database ở ngoài. Nhưng mà khi tạo ở ngoài thì nhớ mở và thì làm xong phải đóng nó lại. Quên đóng một cái là nó lỗi. Đây, cô tạo một cái SQLite database. Các bạn để DB ở ngoài, hoàn toàn được. Ở đây các bạn sẽ có DB bằng helper chấm gì đấy hả? Get readable database. Coi như các bạn đang mở thì khi làm xong làm ơn DB chấm close. Đóng nó lại dùng cái. Khi làm xong phải đóng nó lại. Ok không ạ? Đấy, mở nó ra làm xong đóng nó lại. Ok. Đấy, tại vì các bạn đang dùng chung một cái. Rồi, tiếp nè. Các bạn phải tạo con trỏ đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình viết câu lệnh SQL. Cô viết tường minh ra từng dòng để các bạn rõ ha. String SQL gắn bằng select sound from. Select sound from gì ạ? To do. Cái này giải thích kỹ bữa trước rồi, giờ không nói nữa. Rồi tạo con trỏ cursor. Đó, set gắn bằng db.draw query. Đưa cái SQL vào và null không có đối số, mình không select gì cả. Select không có where. Rồi, xong đó các bạn mới đưa con trỏ về đâu? Move to first. Xong đó while. Có bạn dùng while, có người thích do while thì cô hay dùng cái while. Phủ định của con trỏ chấm is after last, tức là khi nó chưa đến cuối thì tôi còn duyệt đúng không? Nhớ là có cursor.move to next. Nhớ next nha. Rồi. Cái này nè, cái khúc này là bữa trước cô không có làm, giờ làm nè. Bữa trước là cô lấy từng cái một. À, cô sẽ lấy là integer id gắn bằng cursor chấm gì ạ? Get in index là 0. Rồi string title gắn bằng cs.getString 1. Đúng chưa? Rồi, cô copy.
2 content, 3 anh này, 4 anh này, được không? Cái này là content, cái này là gì ạ? Cái này là created, cái này là type, rồi cái này là cột 2, cột 3, cột 4. Ok, xong. Hôm trước là cô làm đến đây dừng, đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề các bạn nhớ nè, cái cô trả về là cái danh sách này các bạn này. Bây giờ các bạn cái dòng lập, vòng lập while này nè, nghe giải thích nha. Mỗi lần nó lập được dòng đầu tiên thì nó lấy ra được từng này trường, gọi là một phần tử. Cô phải lấy phần tử đấy, cô add vào list, đúng không? Nó quay lại nó next cái nữa, nó lặp tiếp dòng thứ hai, nó lấy được một phân tử thứ hai, tôi phải add for list, đúng chưa ạ? Add for list thì tôi mới được một cái danh sách. Nhìn nhá, đầu tiên tôi phải tạo danh sách trước, array list to do. Rồi, list gán bằng new array list. Ok, đó. Sau mỗi lần nó next, tôi sẽ add vào list, list.add. À, mà cái đối tượng cô add nó chính là một cái object. Thì bây giờ mình phải tạo object, đúng không? Vậy thì cô sẽ tạo cái object là to do. À, item gán bằng new to do, và mình truyền vào cái constructor nào các bạn? Mình có mấy constructor? Có 2 constructor. Bây giờ mình làm constructor nào? Mình có đủ 5 trường không? Đủ 5 trường thì mình truyền vào constructor đủ 5 đối số. Tại vì mình có constructor 5 đối số và constructor 4 đối số, đúng không? Thì mình dùng cái constructor 5 đối số. ID phải title phải content phải credit phải type, xong là mình lấy được từng phần tử, xong từng phần tử này mình add vào cái object của mình, hiểu không ạ? Nó phải trả về được một cái object, sau đấy mình add cái object để vào list, đưa item vào list, đúng không ạ? Và sau khi nó lặp xong thì mình trả về gì? Return cái list là xong. Cái bữa trước là cô chỉ làm đến đây thôi, cô test cho nó chạy dữ liệu ra. Nhưng mà bây giờ mình thêm một cái bước nữa này các bạn. Mình sẽ add cái này vào item, tại vì đối số truyền vào cái list của mình là một cái to do item mà. Một cái object, đúng không? Đúng rồi. Cô làm trong cái phần main, bây giờ cô tách vào đây. Hiểu ý không? Nhưng mà cái code nó giống nhau, đúng không? Bữa trước là demo chơi chơi, tại vì hết giờ rồi, đâu có thời gian làm, đúng không? Demo để các bạn biết là à, tôi connect được với database, tôi lấy được dữ liệu ra. Còn bây giờ khi lấy dữ liệu này, tôi để vào một cái hàm. Cái hàm get all này nè, nó sẽ, tôi cần lấy để nó trả về một cái danh sách, một cái array list. Thì tôi phải khai báo một cái array list, và sau đấy tôi truy vấn database, và tôi lấy từng phần tử và tôi add từng phần tử đấy vào array list. Sau khi vòng lặp này chạy xong thì nó đã add hết cái danh sách để vào array list rồi. Tôi sẽ return cái array list đó. Ok không ạ? Ok, alo, được không? Ok. Rồi, bây giờ dùng nó nè. Là tôi vừa viết xong cái hàm này. Mấy cái hàm dưới chưa viết kệ nữa. Mình dùng viết hàm nào mình dùng hàm đó. Bây giờ tôi dùng này. Đây. Các bạn chỉ thấy một cái bước dùng đơn giản ở bên này thôi. Cái này là vứt đi. Mình tạm thời mình ẩn nó đi. Được không? Cô sẽ tạo một cái DAO. Ở đây cô tạo là to do DAO. Tạo là DAO. Xong đấy, ở đây các bạn để là to do DAO gì đấy ạ? À? DAO gán bằng new to do DAO và truyền vào cái main activity.dit vào cho cô. Xong đấy, data này nè, cô không cần new luôn, cô sẽ bằng gì ạ? DAO chấm
Get on. Xong chưa? Đơn giản chưa ạ? Tại vì cái hàm get on này nó trả về relate mà. Được không? Giờ chạy lại nhá. Đấy, giờ chạy lại nè. Nghĩa là nó phức tạp là phức tạp khi các bạn viết cái down thôi. Đúng không? Mà lần đầu phức tạp thôi, lần sau không phức tạp nhé. Ủa sao lè dữ vậy? Ồ. Khoan. Sao lại title ta? Không. Cô đặt là title nhưng mà cô phải gán. Thì đúng rồi của em lên là nhưng mà không phải. Ở sau này date là trước nhỉ? Sau này 27 tháng 6 đúng rồi. Ủa? Khoan. Ai sai sai gì á? Sao title được? Sau này là title được. Ủa sao nó lấy được mỗi cái date ta? À, cái đao lại coi nhá, cái adapter lại coi nhá. Ồ, sao ta, sao Move to next đúng rồi nè. Content title đúng rồi nè. Ê, khi nào chạy đúng mà ta không biết nào TVT. Đào coi nha. Đào. Get content, get date. Đúng rồi nè. À. Trời Phật ơi. Chưa sửa cái này. Sao mấy đứa không nhắc tôi trời. Sao mấy đứa không nhắc tôi ta. À đừng nói mà kề cô đúng không. Để cô tự rút kinh nghiệm đúng không. Ra chưa ạ? Ra rồi đúng không? Đây nè. Đợi đi học nè, học vui lắm nè. Đi mua sắm nè. Ủa, nó ra content hả? Yêu cầu cái gì ta? Đề của mình là... À, title content date đúng rồi. Okay. Chuẩn chưa? Chuẩn không cần chỉnh. Ok. Thực ra là code mà không có lỗi, chỉ code demo thôi. Các bạn phải hiểu là 10 dòng code nó tiềm ẩn một cái lỗi nha. Vậy là cái hay ở chỗ là bây giờ nè. Đây tôi bỏ cái này đi. Thì các bạn thấy là cái data của mình bây giờ nó còn dòng nữa thôi đó. Thấy không? Ok. Tức là cái hàm mà lấy dữ liệu đó bây giờ tôi để vào cái DAO. Cái hàm mà lấy dữ liệu này cô sẽ để vào cái DAO. Được chưa? Đấy, cô để tách nó ra cái hàm này. Ồ không phải, cái này là adapter mà nhầm. Cái DAO của đâu đây? Đây cái hàm get dữ liệu này. Bây giờ sẽ để vào đây. Hiểu không ạ? Đó. Và lấy từ database xuống và thay thế. Bây giờ nhìn lại cái mô hình của mình này. Và data của mình này á, thì các bạn sẽ lấy từ database lên và đổ vào Aurelis. Đúng không ạ? Rồi. Còn cái khúc mà từ Aurelis chuyển lên cái adapter, chuyển lên adapter view này không đổi. Không can thiệp gì cả. Chỉ làm một cái bước nhỏ thôi. Đúng không? Cái bước nó độc lập hoàn toàn. Khi bạn viết ấy, các bạn có thể tách ra được hoàn toàn độc lập luôn. Rồi, tạm dừng cái này ở đây nhé.